Sáng 5 tháng 11, ông Phạm Văn Luyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An, cho biết, khoảng 5 giờ 30, sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể em Nguyễn Thị Tờ, 11 tuổi, học sinh lớp 6, mất tích từ chiều 3 tháng 11, nổi trên đập nước Bào Ganh của xã. Trước đó, chiều 3 tháng 11, em Tờ cùng nhóm bạn đi xe đạp đến xóm Phú Thượng để dự sinh nhật bạn học. Đến tối cùng ngày gia đình không thấy Tờ, vậy nên lập tức đi tìm và đến nhà các bạn học cùng để gọi. Các bạn học cho biết, sau khi đi sinh nhật thì 16 giờ 30 ngày 3 tháng 11, Tờ đã xin về trước vì nhà xa và sợ tối muộn. Từ đó không ai còn liên lạc với Tờ. Người nhà sau đó đi tìm kiếm các nơi thì phát hiện chiếc xe đạp điện cùng mũ bảo hiểm, áo khoác của Tờ để trên bờ đập nước Bào Ganh. Đến sáng 5 tháng 11, người dân đã phát hiện thi thể nữ sinh Tờ nổi trên đập nước Bào Ganh. Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, gia đình sau đó đã trình báo công an để đến hiện trường điều tra vụ việc. Hiện cơ quan công an đang bảo vệ hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hậu Thành nói.